Ảm nhà trung cư 25 mét vuông, dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung cư đang được Bộ Xây dựng công bố để lấy ý kiến, trong đó phần yêu cầu về quy hoạch kiến trúc, Bộ Xây dựng dự thảo quy định căn hộ trung cư phải có tối thiểu một phòng ở, một phòng vệ sinh, diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 25 mét vuông. Ở dự án nhà ở thương mại phải đảm bảo tỷ lệ căn hộ có diện tích dưới 45 mét vuông không vượt quá 30% tổng số căn hộ. Trước đó cách đây hơn 2 năm, khi một số địa phương và doanh nghiệp đề xuất cho phép đầu tư nhà ở với căn hộ trung cư diện tích nhỏ. Bộ xây dựng trả lời có thể tạm thời áp dụng tiêu chuẩn diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 25 mét vuông cho tới khi ban hành quy chuẩn quốc gia. 25 mét vuông cũng là mức diện tích tối thiểu đối với căn hộ trung cư nhà ở xã hội theo quy định hiện hành. Theo hướng dẫn đó, vài năm qua một vài đơn vị đã triển khai. Trong luật nhà ở được sửa đổi năm 2014, bộ đã bỏ quy định giới hạn diện tích tối thiểu là 45 mét vuông đối với căn hộ trung cư thương mại. Cơ quan quản lý cũng thừa nhận nhu cầu về căn hộ có diện tích nhỏ là rất lớn. Loại nhà ở này nhằm phục vụ đối tượng có thu nhập thấp, độc thân, hộ gia đình trẻ có 2 đến 3 thành viên tại các đô thị lớn, các khu vực phát triển công nghiệp. Tuy nhiên, quan điểm trên của Bộ Xây dựng từng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh nhiều lần bày tỏ quan điểm rằng nếu loại căn hộ thương mại diện tích nhỏ tăng lên, dẫn đến tình trạng dân số tăng nhanh, từ đó kéo theo các áp lực lớn về hạ tầng, giao thông. Trong khi đó, thành phố này cũng đang giãn dân ra khu vực ngoại vi nên không muốn phát triển các loại nhà ở thương mại diện tích nhỏ trong nội đô. Trong dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chung cư, Bộ Xây dựng cũng đề xuất quy chuẩn với loại hình căn hộ lai như căn hộ du lịch và căn hộ văn phòng với diện tích tối thiểu 25 m2. Ngoài ra, căn hộ văn phòng cũng thêm quy định diện tích làm việc tối thiểu 9 m2 và không bố trí bếp trong office theo